Hello, chào mừng đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Và thông qua video này tôi muốn thông báo đến tất cả các bạn thì vào 22 giờ mỗi ngày thì tôi sẽ dành thời gian để live stream luận đoán về ý nghĩa các cái số điện thoại các bạn đang dùng. Ở trong thời gian qua thì có rất là nhiều người điện đến cũng như là có rất là nhiều người nhắn tin cho tôi là muốn xem là tìm hiểu về ý nghĩa số điện thoại của mình, nó có thể nói lên điều gì cũng như là cái sự ảnh hưởng của nó tác động đến cuộc sống của những người dùng ra làm sao, và cũng như là làm thế nào để mà chúng ta có thể chọn được một số điện thoại nó hợp với lại chính người dùng, hợp lại với lại cái bản mệnh của chúng ta và nó thuận lợi cho cái công việc của chúng ta cũng như là thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta. Thì tôi đã quyết định là dành cái thời gian đó là trong khoảng thời gian từ 22 giờ cho đến 23 giờ để mà dành thời gian live stream hữu duyên luận đoán về ý nghĩa của số điện thoại trên kênh YouTube là Tuấn Phong Thủy. Thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và đặt thông báo ở chế độ xem trước để khi mà tôi phát live stream các bạn có thể nhận được thông báo sớm nhất để vào và tôi sẽ dành thời gian luận đoán cho những người vào sớm được nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì cái số lượng người cần luận đoán được số điện thoại rất là đông. Bởi vì vậy mà khi các bạn vào muộn ấy, thì các bạn sẽ không đủ thời gian để mà tôi luận đoán đến thứ tự của các bạn. Vì vậy mà các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bật thông báo chế độ xem trước để có thể chúng ta nhận được cái thông báo và vào sớm nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video mà tôi sẽ luận đoán về số điện thoại của bạn. Xin chào tất cả các bạn.